Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Còn cái dãy bên này là dãy bên tay trái nha. Cái dãy bên tay phải là mình tổng cộng mình có 5 phòng CB 1 pha 75. Còn cái kia lóc cốc lăng căng thì không có tính. Ở đây là anh làm vườn lớn đâu quý vị nha. Cái khu bên này cũng mấy phòng, 5 phòng luôn. Vẽ cho đúng hiện trạng lại giùm cho em cái nha xong ơi. Vẽ cái đó để lên về làm một cái bài học thiết kế điện cho những tân kỹ sư quý vị. 1, 2, 3, 4. Đây là 4 phòng nha. Bốn phòng với một nhà vệ sinh. Rồi, cái dãy bên này 1, 2, 3, 4 luôn ha. Rồi quý vị sẽ nhìn thấy là ở đây cái tủ điện nó như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ thấy là đường dây này đi, còn ngăn bên kia nữa nha quý vị, lớn lắm. Đường dây điện đây bằng cái căn ống nước nè. Đây, đường đi ra nữa ha. Đó, một cái phòng như vậy là một cái máy nước nóng với một cái máy lạnh. Ok, mình về mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế lại là cái này ha. Thân chào quý vị, chúng ta sẽ gặp những video sau.